Quý vị thân mến, có một thông tin khá là buồn. Ngày hôm nay thì anh em đội tim bản sắc dân tộc lại phải gặp một cái sự cố không mong muốn. Hiện tại thì em Dương đang có mặt tại lán của anh em đội tim bản sắc dân tộc và có muốn thông báo với quý vị một cái thông tin. Đó là trong cái ngày hôm qua thì buổi tối ngày hôm qua thì lán trại của anh em đội tim bản sắc dân tộc một lần nữa lại bị mất trộm. Và có những cái con lợn của em Xua mà được cô bác cũng có hỗ trợ để mà mua đấy thì hiện tại cũng bị mất hết sạch quý vị ạ. Ngày hôm nay thì em Dương cũng muốn thông báo với các cô bác một lần nữa như vậy để các cô bác biết, mặc dù là cái tấm chân tình của các cô bác có gửi đến để mong muốn là sao tạo điều kiện để cho vợ chồng em Xua có những con vật nuôi để phát triển kinh tế trong gia đình. Nhưng mà không may mắn là trong hôm qua ấy, thì có một thông tin là như thế này quý vị ạ. Do là em Xua ấy thì bản thân em thì lúc em vẫn còn ở nhà thì không sao cả, không có bất kỳ mà vấn đề gì cả. Nhưng mà bản thân em bây giờ hai vợ chồng đều ở đây hết thì rất là tốn. Muốn kiếm một công việc khác nữa để hai vợ chồng cũng đều có công việc làm thì em Xua mới có trao đổi với anh em đội tim là xin phép là cho vợ của em Xua ở lại đây trông gà cho anh em đội tim. Còn bản thân em Xua sẽ đi ra ngoài để kiếm công việc để làm thêm để có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Thì em Dương cũng đã đồng ý và em Xua thì hôm qua cũng vừa mới đi làm một cái thì không biết là đã đến nơi chưa và đã tìm được công việc hay chưa. Thì trong buổi sáng hôm nay thì sáng sớm vợ của em Xua đã đi xuống thông báo em Dương rồi là bị mất hết những cái con gà mái đang ấp ở phía bên trong này này cô bác này. Bị mất hết những con gà mái đang ấp ở phía bên trong này đây. Cái con này là đang ấp mới. Tuy nhiên là tất cả những con gà ấp ở trong chuồng này cũng đã bị mất hết sạch. Và những cái quả trứng, những cái số trứng mà gà đẻ và đang ấp ấy là cũng bị trộm đi mất hết mất. Đây này, cái chỗ này là cái vị trí mà trộm nó tháo rỡ và đi vào để mà lấy gà đây cô bác. Đây cái chuồng đây. Đây là những cái ổ gà mà gà cũng như hôm vừa rồi thì anh Ngọc cũng đi vào đây và cùng với em Dương đi vào trong này thì cũng có chia sẻ với các cô bác những cái tin mừng về cái sự phát triển của lán trại anh em đội tim. Tuy nhiên thì vào hôm nay thì khi mà một lần nữa anh em chia sẻ thì những cái con vật nuôi của anh em đội tim đã không còn nữa cô bác ạ. Một thông tin rất là buồn. Cái số gà tổng, những cái số gà mái đang ấp ở đây anh em bị mất trộm là có 12 con gà mái đang ấp và ở đó cũng còn có, hình như là nghe vợ em Xua cũng có nói rằng là 10 con nhỡ nhỡ loại mà tầm 6-7 lạng ấy. Bởi vì là hôm qua thông thường là vợ em Xua cũng hay bắt để, tuy nhiên thì cái số gà đang ấp thì em cũng hay để trong chuồng thôi. Và gia đình vợ em Xua cũng có khóa cửa lại một cách cẩn thận, tuy nhiên là cũng vẫn bị dỡ mất cái chỗ mép cửa bên ngoài, tường ở rào bên ngoài đây này cô bác này. Đấy, hiện tại là may là hôm qua vợ em Xua còn bắt lại để ở đây. Em ra đây, cái chỗ em bảo là trứng là đi hết là có tổng cộng là đang ấp là bao nhiêu quả đấy em nhỉ? Cho kè này muốn ăn tàu đi nhỉ? Cho kè á? Có 8 tổ hay là 7 tổ đấy nhỉ? Hăn tàu là hăn tàu dê đi. Nhà cha dê. 7 tổ. Và lúc nãy anh em cũng có đi báo ở bên công an xã và các anh cũng đã lên đây làm việc và đang tiến hành điều tra. Ở đây là cái số lượng là với cái số lượng gà là bao nhiêu con nhỉ? Bao nhiêu con gà mái ấp nhỉ? Chính xác là bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Hả? Cho cái phù là mua hăn tàu túi nhỉ? Cho cái phù ta trao rẻ chứ chua ý rẻ ta phù. Hay thì cho cái bông này hăn tàu túi nhỉ? Cho cái bông, cho mẹ bông cọc tủ, cho lô bông cọc ít tủ nè. À thế là lại gà mái đang ấp là 10, mất đi 10, 11 con. Còn gà nhỡ kia là đi mất đi 10 con, tổng cộng là 21 con gà. Với cái số lượng là như thế này, còn cả cái chỗ lợn của gia đình em Xua nữa cô bác ạ. Lợn này là được cô bác có gửi tiền về hỗ trợ mua cho gia đình để gia đình phát triển kinh tế. Nhưng mà
người ta cũng trộm lấy mây đi mất rồi. Mà nãy là có một cái ổ khóa là gia đình của em Xua cũng khóa ở đây cơ, nhưng mà trộm người ta nó bẻ mất cái chỗ chỗ ổ khóa đây này. Đấy, cái khóa là ban nãy cũng có vứt xuống ở gần cạnh này, nhưng mà các anh công an lấy cái vật chứng đi để mà làm tiến hành điều tra thì các anh cũng đã đem đi rồi, thì anh em cũng không tiện chia sẻ. Và cho từ sáng đến giờ là cũng đang cùng với lại các anh chính quyền xã tiến hành điều tra ấy, thì anh em đến bây hiện tại thì em Dương mới có ghi hình và chia sẻ của bác được đây này. Do là một số cái chính quyền của YouTube đấy thì những cái máu me ở đây ấy, thì anh em này thì cũng chỉ làm mờ đi thôi. Còn đây này, người ta bảo là đập cả những cái con ba con lợn ở trong chuồng này hết sạch rồi, đập xong là có lẽ là đập xong rồi lấy đi để cho nó không kêu đấy, rất là tiếc các bạn. Mong muốn của gia đình nhà em Xua cũng như là anh em đội team đang cũng mong muốn là khi chăn nuôi thì được những con vật nuôi của mình để mai mình phát triển và có thêm nguồn thu nhập ở đây. Tuy nhiên thì đây này cũng còn rơi vãi hết ở đây này các bác này. Đấy, những cái biết rằng là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng mà em Xua còn đi đến còn không biết là đã tìm được việc hay chưa. Bởi vì là điện thoại của em Xua ấy thì là hôm nghe nói là hôm trước là con của em Xua lại làm hỏng mất rồi. Còn một cái ổ này đây này, mang và vứt ra tận bên ngoài đây này các bác này. Đấy, tôi gật cả cái ổ này đi ra bên ngoài để vứt luôn. Đấy, thông tin rất là buồn luôn. Đấy, thất thoát cái số này thì từ tiền công chăm sóc cũng như là tiền mua ngô về cho, rồi cả cái những cái con vật nuôi, thật sự rất là tiếc. Thế hôm qua là từ từ em ơi, cho anh mượn, cho anh nhờ thì cài cái này của anh đấy. Thế em có liên hệ được cho Xua không? Có gọi được điện được cho Xua không? Vô hút vào tàu vút nữa. Vô chỉ tao à. Hỏi không được à? Bây giờ là em có điện thoại không? Chỉ mua ạ. Không có. Thế hôm qua là em ngủ một mình hay là em ngủ với ai? Nằm mõ phương đợt từ từ. Hôm qua em cũng ở từ có từ hai bố tôi lo được cậu. Hôm qua do là hôm qua là từ khi em Xua đi ấy thì cũng hai vợ lúc đi thì em Dương cũng có nói rằng là với em Xua rồi là nếu mà em đi làm thuê cũng được, làm sao đảm bảo công việc cho anh trên này được, thì phải đảm bảo công việc cho trên này cho anh em đội team. Thì em Xua cũng nói là nếu mà ban ngày thì vợ em tự trông gì ở trong lán thì không sao cả, buổi tối thì em cũng sẽ em cũng đã đi nhờ rồi, có bà phía bên trên chỗ nhà em Dương ấy thì sang bên này để ngủ cùng để mà trông. Nhưng mà mấy cái hôm đầu tiên thì cũng hôm nay em Dương cũng gọi cho em Xua cũng gọi không được. Thế lúc lúc mất kia em có gọi được, em có nghe thấy không? Người ta đập lợn ấy, thầu lơ tàu tùm cho em bùa bùa non. Lên tàu cho em bùa hải bối nó thế khi nó có trong tôi à. Nó tàu thế khi có trong tôi thế có trong bùa tôi khi đã. Tức là lúc người ta đập lợn là em cũng dậy về em đi ra đây đứng à? À? Đi ra đây ngó à? Còn nên tôi chỉ cần nghe vậy thì giờ tôi nó khi đã đá thì giờ thì lịch sử bỏ. Thế thì hai bố thế nhớ về hai bố cho tại cô trong mùa sáng ra mua lão tôi lòng con động cho cái thì lão tôi ông nè thế chỉ mùa tôi. À. Tức là lúc người ta bắt lợn ấy thì em vợ em Xua cũng có nghe và cũng có dậy về để xem, nhưng mà không thấy người thì em mới quay lại đi về vào trong căn nhà. Thì chắc là cũng tưởng là rằng là lợn nó bị làm sao đấy, thì em lên ngó thì không thấy có cái vấn đề gì, thì em lại đi vào trong trong nhà em lại ngủ tiếp đấy. Và còn lúc sáng nay thì lúc em chính xác cái lúc sáng nay đến lúc sáng nay là em phát hiện là mình bị mất cả gà cả lợn là vào lúc đấy tầm khoảng mấy giờ có biết không? Thầu bao giờ mình về thì bông cho chia su tàn như thật tấm hơn thật tính nhà ít tành thầu hai bộ thì cho cái mâm bao mà để tụt cái quá tụt cái là mâm bao mà cậu tành để tụng bùa ta sẽ tụng bùa cua tổ tụng bùa cua mà tôi ít tành là lúc đấy là một giờ khoảng một giờ đêm. Thế là hôm qua là cũng đã mò cả đêm rồi, mất hết sạch của bác ạ.
đây, cái chỗ này đây, cái chỗ này là cái vị trí mà họ tháo ra để vào lấy gà đây. Trước là anh em làm rất là kiên cố, tuy nhiên là sau khi mà bây giờ cũng đang đây này, anh em anh Chứ, chính xác là anh Chứ làm những cái chuồng trại như thế này, anh em cũng làm xác định sẵn là nó không thể là rút ra được và kẹp ở chỗ này rất là chắc, nhưng mà do là đến lúc lâu ngày ấy, nó cũng đã bị héo thì, nhưng mà để mà rút lên cũng không rút được, nhưng mà do trộm, người ta là trộm mà các bác, người ta muốn mò như thế nào cũng được, mình thì mình không thể biết cái cách họ làm được đấy. Bây giờ cái số còn lại là đây đúng không, cho ừ. cho chị xuống nhá, nhìn đó đấy, con này làm sao đấy đấy, cho tù ni mó chả chị giống mó đây, còn mấy con ở đây là hôm qua là vợ em xua là bắt đi về, bắt đi vào trong nhà để có bắt lại, còn mấy cái tổ mà ở trên này đấy, đây là mấy cái con gà nhỡ nhỡ này các bạn, đây này chỉ còn lại còn sót là mấy con này thôi, còn những con gà mái mà đang có con bé thì hôm qua em cũng có bắt đi vào trong nhà thì vẫn còn sót lại còn mấy con cơ. Vợ em xua biết được thì cũng lúc sáng sáng sớm về rồi thì em cũng có lần đi theo vết máu và mẹ em Dương cũng đi lên cùng, thì lần theo vết máu thì thấy vết máu là lên mãi trên kia, là trên đi vào sâu bên trong trên kia ấy. Đấy, nhưng mà mình đến trên kia thì mất dấu rồi, không biết đi lần ở đâu nữa, lúc đó cũng đã sáng rồi. Thế hôm nay qua điện thoại là cả em với cả bà cũng không có à? Bà về cùng em ở kia không, không có à? Ừ. Cả bà cũng không có. Anh tưởng là nếu mà có điện thoại thì lúc đấy nếu mà có vấn đề gì thì gọi cho anh luôn. Thế chỉ mua à? Không có luôn. Thế trước anh thấy em có một cái đấy, tỏ mũi luôn đi. Lúc nào liền đi ạ. Cái đấy hỏng rồi à? Liền hỏng. Thế bây giờ thế này đi. Anh bảo bây giờ số gà còn lại nhá. Đến lát nữa đến chập tối thì lúc nào bắt đầu nó vào chuồng ấy thì bắt hết cho vào lồng, xong là để anh về anh lấy bắt đi xuống để nhà anh để trước đã nhá, bắt hết sạch đi, xong là để anh đem đi xuống nhà anh để cái lồng vẫn còn ở trong đây mà đúng không, cho tao thì hai chị nhân đi tài nhá, cho tao nhau mà gì trước chân à, đi chị ta đi cho mẹ cho lúc mẹ đi lấy đi chị ta gì à, cứ để tối xong là nếu mà không sợ sợ nó sổng qua chỗ này thì lấy tạm cái miếng bìa này này chắn cái chỗ này, xong là bắt hết cho lồng, xong là tí nữa anh đi làm về xong là anh lên đây anh chở đi về nhà anh để trước đã nhá. Ý là mà mới đẩy chân đâu là thay đâu, cứ che hết cái chỗ này vào, xong là để tối bắt hết gà xong để anh đem đi về xuống nhà anh để đã, xong là cố gắng liên hệ được với Xua nhá, xong là bảo Xua gọi điện cho anh nhá. Không anh biết là gia đình cũng mất của như thế này thì em cũng chắc chắn cũng rất là tiếc, bởi vì những con lợn là cô bác mua về cho hai vợ chồng em thôi, thì anh hai vợ chồng em cũng rất là tiếc rồi, nhưng mà không, nhưng mà cứ bây giờ mình cũng báo với chính quyền xã rồi, xã cũng người ta cũng đang vào cuộc để điều tra, thì mình cứ để tạm thời để xem chờ kết quả xem như thế nào đã nhá. Xeo xỉ là hay chán thế chưa, chỉ so sai chị chào tỏ còn tỏ cạn ý trả chú tròn tu mà thật từ từ cho cái chú mua hao lồng cho chị ở trên đó để cái bộ hồ chơi dạ nhá. Rồi sau cái con đỡ chưa, ô tù tù tút này giờ mình chỉ gì đó nhà bữa ta em mổ ni ấy để trả chúng mình nó sẽ ông trẻ mà em ra em mổ tròn ra đấy tránh tròn lỗ hả, lại đi tiêm về à, cho một tờ chính à, tờ chính tọa tù lẩu tọa khử à. Đây đúng không? Nhưng mà đỡ chưa? Con còn bị sốt không? Nếu vẫn chỉ có... Nào, đây. Dậy ra. Phía đây. Nha. Hôm trước là cô bác cũng anh em cũng chia sẻ một cái tập phim là còn cái về bản thân gia đình của nhà em Xua ấy, thì hai vợ chồng em khi mà vào đến đây để trông lán trại của anh em đội team thì hai vợ chồng cũng đã đi xin được nương của bà con ở gần đây để mình cũng
muốn là ổn định cuộc sống gia đình ở đây, làm sao có nương để mà làm cũng như là chăm sóc con vật nuôi ở đây, thì cũng được cô bác có gửi tiền về mua lợn để chăn nuôi ở đây rồi. Thì cái chỗ nương dự kiến của hai vợ chồng em Xua ấy là ở phía bên kia thì phải, em Dương cũng không chắc là không rõ lắm, nhưng mà hai vợ chồng em là cũng đã phát nương xong hết rồi. Và do thời gian này là cũng đang là trời hanh khô quá, hạn hán kéo dài, đất là không thể cày được, nên là hai vợ chồng em cũng chỉ để đấy, tạm thời là để đấy, chưa cày để mà tiến hành trồng ngô thôi. Còn hai vợ chồng em là cũng đã phát nương xong hết rồi để ổn định cuộc sống ở đây rồi. Tuy nhiên là đấy lại xảy ra những cái sự việc như thế này thì không biết là hai vợ chồng em tâm lý như thế nào, thì có lẽ em Dương cũng sẽ cố gắng là làm sao liên hệ được với em Xua sớm nhất, bởi vì bản thân vợ của em Xua cũng một bạn cũng rất là trẻ, cũng chưa để mà nhiều khi vẫn chưa suy nghĩ được thấu đáo ấy. Thì anh em muốn trao đổi với em Xua thì một cách rõ ràng hơn, bởi vì bản thân em Xua cũng là người một người đàn ông trong gia đình, thì chắc có lẽ là em cũng sẽ suy nghĩ làm sao nó cũng chín chắn hơn. Thì em có những cái thông tin gì em Dương sẽ cập nhật đến cô bác sau ạ. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, chắc có lẽ em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.